Hello mọi người nha. Nói chung là trong công việc thì mọi người ạ, mình có gì làm đấy nha mọi người. Không Ok. Ngon đấy. Cái bên kia. Cái kia là hoàng cái gì nó? Cái này. Quần hồng nhiều hơn cả. Ủa, quả này méo hết rồi gì nữa. Cái này phải... Cái này phải thêm sát rồi mọi người. Cái nào. Đó. Lấy ra đây. Cho tí thêm que nó vào. Tóm lại thì mọi người ạ, công việc của mình thì có gì làm đấy thôi, không hẳn là quay một thứ nha mọi người. Có nghĩa là mình làm cái gì mình quay lên đó. Có nhiều lúc bận quá thì không quay được thì thôi, được không? Ok không? Đây lấy cái không vô nữa nhỉ. Cái này cọp vào đá, cái này là lưới bừa ấy mọi người. Cái này quan trọng nhất ở nông thôn bây giờ. Không có cái này thì không làm ruộng được đâu. Đấy, nói như thế đâu. Được không? Không được. Lùi cái xe này ra nữa, cái xe này. Tí làm sâu mọi người. Bây giờ mình sẽ hàn cho mọi người cùng xem cái lòng bờ này. Trong cái xe này thì đi làm sâu mọi người. Rồi cho lên đây. Cho lên trên này đi, xong là hàn mọi người. Đây hiện lấy ra nghiên cứu đi. Xong anh hàn cái này trước nhá. Rồi bắt đầu thôi mọi người. Cái này là lòng bừa nhá mọi người nhá. Lòng bừa máy cày mini mọi người. Méo hết rồi. Quả này méo hết rồi mọi người ạ. Cái này nói chung là hàn rất là nhiều luôn rồi. Bây giờ đến mùa hàn cái đồ này đấy. Trong khi đó thì mọi người ở gần thì mình cũng có bán đồ nữa nhá. Đồ mới cày. Đấy đi. Nếu mà hàn nhiều thì nó bong hết ra mặt luôn mọi người ạ. Có nghĩa là chỗ nào nó bị đứt rồi hàn chỗ đấy được mọi người. Hàn nhiều chỗ phết đấy mọi người. Làm ruộng hay là cây ruộng hay là cây nương? Làm ruộng. Đúng rồi. Làm ruộng xong hết xong là đi làm nhỉ. Ok.
Anh ra chứ nhá. Có nghe là một người hàn nó phải hàn dày dày vào. Hàn mỏng mỏng lắm, nói chung là nó mỏng mỏng lắm, nó không chắc đâu. Nói chung là máy hàn ở trong làng ấy, tóm lại nói chung là nó hàn không được ấy, ok đâu mọi người. Thấy rất là nhiều người hàn hàn xong này lại ra chỗ mình hàn, rất là buồn cười luôn. Nó đầu tư cái máy rửa rửa máy hàn ấy mà. Chờ mình một tí. Rồi bắt đầu mọi người nhá. Bắt đầu. Mùa này thì đi là tóm lại nói chung là hàn cái lòng này với là sửa máy cày này, tóm lại nói chung là bây giờ bán đồ máy cày nói chung là nó có thể kiếm được tí thôi nhé mọi người. Còn sửa xe nó hầu như là ít lắm mọi người, lâu lâu thay cái xăm thôi, thay xăm này, thay dầu này chẳng hạn, thế thôi, nói chung là ít vịt, thay lốp này chẳng hạn. Tóm lại qua tiếp phát là nói chung là nó ít vịt mọi người. Nói chung là kiếm thì kiếm mấy ngày tiết thôi. Mấy ngày tiết không cố gắng kiếm thì tóm lại nói chung là cũng không kiếm được lắm đâu mọi người. Đây anh em ai hàn mấy cày này nọ qua mình nhé mọi người nhé. Mình hàn cho ngon nhẹ luôn, quả là tuyệt vời luôn mọi người, quả là chắc chắn luôn, không như mấy cái máy hàn điện tử kia hàn e đâu mọi người. Nói chung là nó không chạy được sắt thì nói chung là nó không chắc. Hàn nó phải chạy sát xong là dính vào nhau xong là nó mới chắc chắn, không nó không chắc chắn. Rồi xong một cái. À, nào lên trên này đây.
Hà Bình. Hôm nào lên trên này đây. À. Ồ. Nước đi em. Rồi. Rồi. Rồi vào anh nốt đi. Cởi kính ra, chả nhìn thấy chỗ nào hỏng. Nói chung là nhiều chỗ hỏng phết này. Bình thường em ạ, làm chán lắm. Thực tác thôi, kiếm tí thôi. Bây giờ em vẫn được giữ hiện nha. À. Ở chỗ nào đây? Đây là sâu chợ luôn à? Bây giờ về à? Bây giờ xuống à? Xuống về à? Chờ anh tí nhá. Trời, nó bị đứt nhiều chỗ quá. Đất lắm chỗ luôn. Ok ok. 10 nhìn không? Đúng rồi, 10 nhìn em ạ. Ok. Bảo bảo. Anh xin nhá. Ngồi chơi đang. Rồi rồi rồi. Ok ok. Đây là thuốc lá. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy cho thằng em một chải. Rồi, cho một bà chị em lấy cho đi. Anh đang làm ấy. Sao anh? Chờ anh, để cho anh Hàn mỗi chỗ này rồi xong là làm. Chờ anh Tẹo. Ok ok em, ok. Anh Hà này em yên tâm đi.
Anh Hàn này nó gì đứt chỗ khác không? Không đứt chỗ Hàn nữa đâu. Rồi xong em ơi. Chỉ thế thôi. Ok. Xem nha, chỗ nào không hàn thì ấy chỗ này nhá. Anh à, anh Thắng ơi. Xeo xem lúc nổ lúc đé mình ga lúc ga luôn đấy. Nó cứ bay hơi à vậy. Bay khói ra nhỉ. Bay khói ra. Đó okay. Chính là ăn xi măng rồi không? Cùng xi măng rồi. Cái lọc gió nó bẩn quá rồi, xe này. Nhanh nó cho lắm vào. Chấm đi nhanh, đi chậm thế làm kêu thì. Bảo cho bà chị mày đâu nhỉ? Bù cho đây ấy ơi. Lại con xe này mọi người nhé. Lại đến cái em này xem nào. Kiểm tra xem nào. Có ngày ga to không được nhé mọi người. Ga nhỏ thì ok, ga to rồi. Không được. Đúng rồi. Ga to thì nó thay quả đấy vào tiền anh Cận. Thay cái xi măng của em ấy. Xi măng ấy. Nó ra khói phải không? Vâng. 450. Oh my god. Thay không? Có anh. Chờ nhá. Thay cái nhanh không nhỉ? Ừ. Nhanh mà. Tiếng. Tiếng á? Tiếng em ơi. Nhanh bao nhiêu cũng tiếng nha. Nó mới xong nha. Không thì không xong đâu. Em nên hiểu là như thế. Thế con này lâu không? Con này bây giờ anh kiểm tra chắc lúc nữa. Con này nó vịt bệnh nó nhẹ. Thế nào không được. 450. Nhưng mà chờ tí còn thay dầu các kiểu em ơi. Anh chưa kiểm tra này. Nhưng mà thay một cái dầu thì nó thế thôi. Nó khói. Có thể là dầu nhất nó. Hello Pi nè. Rồi ra khỏi đâu? Nối lắm còi đi. Hai ba cái còi liền thì sao nối nhiều đây. Vãi trưởng. Có mấy óc thôi mà. Chào mừng anh nha. Đang kiểm tra cái con xe này nó xem nó như thế nào. Thay lốc gió lên 200.000. Chuyển cho em đi nhá, nhà anh Thắng ấy. Giờ trong tài khoản anh có 200.000 chứ. Anh. Úi giời nhiều ạ. Anh. Úi giời ơi. Vứt. Úi giời. Quá căng luôn mọi người ạ, nó bẩn kinh khủng luôn. Đây. Mọi người nhìn thấy gì không? Cái này là cái gì biết không? Nó là bụi mọi người ạ.
nó là bụi. Bây giờ nó mới ra được, còn không lúc đấy nó không ra được đâu. Nó y ạch luôn. Ôi, quên xem chẳng cái tháng nào. Anh có hạt phô không nhỉ? Hạt phô á? Có. Có, à cái tháng này không phải. Chờ anh tẹo. Ôi, cái mẫu cú nó sao nào? Vãi trường. Phải đo mấy mẫu cú nó xong rồi nó mới biết được mọi người. Còn không thì không biết được. Vãi trường và vãi trường nó nhiều lắm mà. Ôi à. Đừng có bảo không còn nhé, vãi trường. Nó gọi là ối dồi ôi luôn nhá. Đừng có bảo không còn nhá, vãi trường. Trông nó lạ thế nhỉ. Ôi, chẳng lẽ không còn à? Dở hơi thế nhỉ? Bao nhiêu cái không? Chả thấy có cái nào đó sao nhỉ? Hỏng mẹ rồi mọi người ạ. Hết cũ nó có loài đấy rồi. Giờ hơi thế nhỉ? Cứ lên 10 em. Ôi. Giờ hơi thế nhỉ anh em ạ? Một cười thế nhỉ? Nói chung là nó nhiều loại quá đâm ra là nhiều loại quá đâm ra là không biết này. Lên 10 á? Có chứ, sao lại không có? Sao lạ đấy nhỉ? Có con rồi. Thế này là rửa hơi rồi anh em à? Một báo cái không có thì đành chịu luôn ạ. Tháo nó ra đi vài hôm đã nha em nhá, không sao đâu nhá. Máy nứa lên thay, một hai hôm nữa là có rồi. Được không? Nhá.
Có nghĩa là lắp cái vỏ nó vào vẫn đi được thoải mái thôi nhá. Có sao đâu. Không được đâu. Bao nhiêu cái không còn này. Lạ nó không còn rồi. Thế là rửa hơi quá anh ạ. Và mà Oppo nó ham mở. Cứ ra thử nó. Lắp cái vỏ nó vào xong là mấy bữa lên lắp. Một hai hôm nó có. Em thử đi xem nó được không? Không được đâu. Anh làm bao năm rồi làm sao nó thổi được nó ra. Cái chủ nhỉ. Cứ cái với đài nhỉ. Đi là không được, mình cao muốn thử. Bảo nó không được em ơi, thôi đừng thổi nữa. Thôi. Tốn hơi anh nhà làm cái gì? Mấy nữa lên lắp, mấy hôm lên lắp, có ngày. Có nghe là mình có để chẳng để ý à. Chả biết nó hết lúc nào, không biết mọi người. Vãi trưởng luôn. Cho nên. Nó không biết nói là bảo nó không biết bảo mình. Ghê cho lẻm ba. Kinh ấy, cái kim ấy. Thôi vào đây, vào đây. Năm mùa lên nó. À, năm mùa lên nó. Từ. Đâu. Đâu. Vào đây. Đủ cái lồn. Bảo mình làm chất. Không sao vẫn đi được mà. Đường trên mình nó ít bụi thì cũng ok. Nhưng mà đi vào đường nhiều bụi là không được đâu. Chờ phát. Rồi ok, cứ đi thoải mái không? Mày nhớ thay, mày nhớ lắp vào. 4-5 ngày có. Rồi này, cho xe ra cái. Anh vui vẻ thế. Từ. Nào. Ôi. Mày không ra để bố mày đi à? Tao bố mày nhiều tiền. Chứ nhau tiền nhỉ. Xem cái cụ đi xem nào. Xem cái em này xem nào. Nó bị sao nào? Ôi xôi. Ghê. Sao nào? Nó bị sao? Xe này ra khói mọi người nhá. Quả này bị xiếc măng. Xiếc măng. Thay xiếc măng dầu, xiếc măng hơi là khỏi. Thôi mình tạm dừng cái clip này tại đây. Bây giờ mình làm cái con này xong rồi mình quay lên cho mọi người cùng xem tiếp nha. Xin chào. Muốn tên dưới anh? Thế thôi. Hả? Ừ.